Và chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home. Hôm nay Smart Home giới thiệu với các bạn về bộ mạch cầu thang sử dụng LED RGB. Ở đây thì mình tích hợp hết trên mạch sử dụng các chân cổng của connector này để kết nối ra ngoài này. Lắp thêm một cái quạt để tán nhiệt. Ở version 1 thì mình phải lắp thêm một cái quạt, bởi vì nếu mà hoạt động mình mà bật liên tục để cho LED chạy liên tục này thì nó sẽ nóng delay, nên là mình sẽ cho quạt vào. Quạt này thì có cảm biến nên sau 3 phút thì nó cứ chạy cảm biến. Trường hợp mà nóng thì nó sẽ tự động bật quạt. Đấy. Đây là bên trong này. Đấy, khi các bác lắp thì lắp cho khách ấy, thì chú ý là rút cái này ra. Đấy, để gọn một bên. Đây là mạch cảm biến này. Đây, để cảm biến khi mà cái mạch này nó lên nhiệt thì tự động quạt sẽ được bật. Còn trường hợp mà không nhiệt thì quạt sẽ tắt. Đây là quạt sẽ hoạt động với trường hợp là delay nó hoạt động liên tục thôi. Còn bình thường với trường hợp mà không hoạt động thì quạt sẽ không hoạt động và không có sinh nhiệt. Thì quạt cũng không cần chạy. Tiếp đến là phần cảm biến này. Thì phiên bản này mình đã nâng cấp lên và sử dụng các đầu connector tiện lợi hơn này. Ở sản phẩm này đấu nối thì chúng ta đấu nối như sau. Dây nâu này mình đấu vào out 5V này. Dây đen này mình nối vào CB1 này. Và dây xanh dương này mình nối vào GND nhá. Còn đối với cảm biến 2 thì mình cũng nối là nâu vào out 5V. Và xanh dương thì vào GND. Còn out tức là chân đen này thì nối vào cảm biến 2. Tức là 5V và GND thì mình sử dụng chung cho hai cảm biến. Còn CB1 và CB2 thì mình sử dụng cho hai dây màu đen của con cảm biến này. Thì con cảm biến này sẽ điều chỉnh khoảng cách bằng cách vặn cái biến trở dưới đây nhé. Thì mạch sẽ là khi mà hoạt động tốt thì lúc nào mình đưa tay vào khoảng cách thì đèn mới sáng, và bình thường thì đèn sẽ không sáng nhé. Trên mạch mình có thiết kế hai cái con LED để nó báo hiệu này. Bình thường LED sẽ phải tắt. Đấy, khi nào mà có vật cản thì con LED này mới sáng, sau đấy lại tắt đi thì mạch bắt đầu hoạt động. Tiếp đến là LED RGB thì bên này nó có 3 cái cổng connector này, tương với 3 con delay này là xanh lá, đỏ và xanh dương này. Đấy, 3 cổng này tích hợp mà sẽ đấu chung tất cả các cái dây của từng bậc. Ví dụ xanh dương của 25 bậc chẳng hạn thì đấu vào dây xanh dương 25 bậc này. 25 bậc xanh lá này và 25 bậc dây màu đỏ này thì đều đấu vào đây hết này. Đấy, thì mình đi 30 đường dây chính, sau đấy là chiết các bậc ra. Tiếp đến này là dây đen của cái dây 12V này thì mình sẽ đấu từ K1 đấy, đến K27. Mạch này mắc nhất là 27 kênh thì mình sẽ ưu tiên đấu từ 127. Đây mình đang test demo nên mình đấu luôn K24 này. 24 này thì mạch nó sẽ chạy từ đây lại và chạy ngược lại. Ba relay này có nhiệm vụ đóng 3 cái dây âm. Còn các con relay nhỏ này có nhiệm vụ đóng dây dương cho con 12V này. Đấy. Thì đây tiếp là có cảm biến ánh sáng này. Bây giờ mình cũng tích hợp luôn cảm biến ánh sáng trên mạch này. Thì chỉ kéo ra cái con quang trở này thôi. Đấy. Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ánh sáng ở đây. Mạch này thì chọn được chế độ chạy ban ngày hoặc ban đêm. Đấy. Đây có một con LED để báo hiệu độ nhạy của cảm biến ánh sáng. Còn đây là cái phần bật tắt chế độ auto thì mình đã làm rắc rồi. Ở đây có 4 nút điều khiển. Thì nút đầu tiên nó sẽ là chọn số bậc. Nút thứ 2 và số 3 sẽ là tăng giảm. Nút thứ 4 sẽ lưu. Khi chọn số bậc rồi, thoát chế độ chọn số bậc thì chúng ta đến chọn tốc độ của chạy. Tiếp đến là tốc độ của chạy và độ trễ thì cũng là tăng giảm. Ưng rồi thì mình dừng lại. Sau đấy là lưu lại. Và độ trễ cũng vậy, nhấn và lưu lại. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn test cho các bác xem. Ở đây có một cái mình lưu ý nữa này, là ở đây là dây của quạt 12V vẫn nối bình thường, dây 12V vào đây từ nguồn toang vào đây này. Tiếp đến là mình chiết thêm hai cái dây ở bên này thì nó là phần công suất, nên là khi mà các bác lắp LED số lượng nhiều thì công suất nó rất là cao. Đấy, thì mình phải, đây mình có ghi này, nối thêm dây âm này để tăng công suất cho mạch này.
Còn đây là nối thêm dây dương này. Thì như nào? Dây dương này nó sẽ lấy cho dương nguồn hút dây nguồn để đóng cho các con này. Còn đối với âm nguồn ở đây thì nó sẽ hút để nó đóng cho ba cái âm này. Bởi vì led RGB thì có 6 3 dây âm và một dây dương mà. Đấy thì mình đã câu một cái dây công suất ở đây. Thì mình sẽ đấu trực tiếp cái dây này vào nguồn loa ong nhé. Nếu mà được nữa thì mình đấu tiếp một cái dây lớn bằng như này, đấu từ đây kéo vào nguồn loa ong tiếp, tức là hai dây thì nó sẽ tăng công suất cho mạch. Bởi vì khi mạch mà chưa có hoạt động ít led thì các bác chưa thấy nó có vấn đề, nhưng mà khi số lượng led nó lên lên 20-25 bậc, 20 bậc là nó có vấn đề đấy. Ở đây mình test với số lượng loa led ít cho nên nó sẽ không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà đối với các bậc cao thì bắt đầu là dòng nó tăng lên thì nó hút mạch, nó sẽ nóng là một này, thứ hai là nguồn nó không đảm bảo công suất. Còn một cái mẹo nhỏ nữa là nếu mà các bác nào mà có đồng hồ vận năng ấy, thì cái nguồn tổ ong nó có một cái biến trở ấy, mình có thể điều chỉnh về feedback để điều chỉnh cái điện áp của cái thằng nguồn tổ ong đấy, nó chỉ về khoảng 11,5V thôi. Thì như vậy là mạch vừa hoạt động tốt mà led nó cũng không sáng quá và nó cũng không nóng. Rồi, đấy là một cách mình là giảm công suất cho nguồn mà led vừa hoạt động tốt mà công suất nguồn nó cũng không bị chạy quá công suất. Và bây giờ mình cắm nguồn để mình test này. Đầu tiên cắm nguồn vào này. Đấy, cắm nguồn 12V này. Mạch này có trúng ngược rồi, các bác có cắm nhầm thì nó cũng không được gì nhá. Đấy, cắm nguồn 12V này. Đây mình cắm ngược lại xem nhá. Cắm ngược thì mạch nó sẽ không có tác động gì cả. Đấy, đồng hồ to dòng ở đây nó cũng hiển thị là không này. Và bây giờ mình cấp nguồn cho mạch này. Đấy, khi cấp nguồn cho mạch thì đèn nó sẽ nháy. Đối với nguồn tổ ong mà không đủ dòng thì khi mà nó khởi động thì các cái led này nó sáng tất cả các bậc, nó sẽ ảnh hưởng nhé. Thì các bác chọn số cái nguồn nó tốt tốt và dòng nó cao một chút đối với led RGB. Đây, có con cảm biến ánh sáng thì có con led đỏ vào này. Khi mình che lại này, đấy. Đấy. Nó sẽ tiện lợi và gọn hơn. Đầu tiên mình nhìn ở trong này nó có chọn số bậc này. Đấy, mình sẽ chọn số bậc, nhấn chọn số bậc này. Được chưa? Nhấn chọn số bậc xong thì nhấn cái nút có chữ tốc độ và độ trễ để tăng và giảm. Được chưa? Đây. Nhấn một cái thì nó lên đây. Đây, ví dụ như mình chọn là 27 bậc đi. Đấy. 27 bậc. Sau đấy nhấn xong rồi thì nhấn vào nút lưu. Đấy, đèn sẽ lưu. Tiếp đến là nhấn vào cái nút có chữ tốc độ để mình thấy cái thời gian bật từng bậc. Đây, mình thấy nhanh quá thì mình nhấn nút độ trễ và nút tốc độ để thay đổi. Đấy, nó giảm rồi đấy. Còn nhấn nút này tăng lên. Được chưa? Khi mà đưa ưng rồi thì mình lại nhấn lưu lại. Đấy, tiếp đến là nhấn cái thời gian nghỉ. Khi mà sáng hết, nhấn vào nút độ trễ. Đấy, thì một led này bên mình nó quy định là với 5V, 5 giây. 2 led tương ứng với 10 giây nhé. 3 led 15. Do cái mạch này nó không có led 7 thanh nên mình sẽ quy định led đơn. Thì cứ một led đơn là tương ứng với 5 giây. Đây, mình giảm đi này. 5 giây này. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 này. Đấy. Mình để 5 giây sau khi mình ưng rồi. Đấy, mình lưu lại. Đấy, thì bây giờ khi mà có cảm biến chạy vào, đây mình thử cảm biến chạy vào nhé. Ví dụ như dùng cái nhíp này, mạch này nó hay là mình chỉ cần test bằng nhíp thôi, không cần lắp cảm biến vào mình có thể test được. Mình chỉ cần cắp cái CB1 hoặc CB2 vào GND thôi nhé, chập vào cái cho mình tháo ra thôi thì nó sẽ cấp nguồn cho mạch. Đấy, cấp tín hiệu cho mạch. Ví dụ mình trường hợp là một người đi vào này. Đấy thì nó sáng như này. Mỗi lần chạy thì nó sẽ thay đổi màu random. Còn với trường hợp bác nào mà không muốn thay đổi màu random mà muốn tự sáng một màu thôi thì liên hệ với em để em chỉ cách tội đấu nối nhé. Đây, ví dụ như mình chọn cả cảm biến 1 và cảm biến 2 đều chạy này. Cảm biến 1 này, cảm biến 2 này. Đấy, thì nó sẽ chạy hai bên vào. Thì led nó cũng thay đổi màu luôn này. Đấy, bây giờ mình sẽ có một trường hợp nữa là trường hợp đi nối tiếp này. Ví dụ nhá, mình đi từ cảm biến 2 này. Đấy. Sau đấy người chạy hết rồi thì người này mới đi qua. Đã đi xong rồi. Đấy, thì cảm biến 2 nó đang tắt dần thì lại có một người đi tiếp. Đấy, thì nó sẽ đi nối với nhau.
là tính năng mới của phiên bản này. Đấy, bản này có một cái nhược điểm là sử dụng relay thôi, nhưng mà sử dụng relay thì công suất nó sẽ lớn hơn. Relay thì nó kêu tạch tạch. Đấy, đây là phần mình có để một số chú thích này: mạch điều khiển đèn cầu thang led RGB này, full 27 bậc này, sử dụng led RGB này, dương led nối với các K này, từ K1 đến K thứ N, tức là K27 ấy. Đấy, có 3 dây âm này, có led này, nối tương đương với các cổng là đỏ, xanh lá và xanh dương này. Đấy, mình hiểu cái này nối theo kiểu là led âm chung. Đấy, nối thêm dây này vào dương này, nối thêm dây này vào âm này. Đấy, cho mạch công suất nên là mình có đi một số cái đường dây nó hơi sần sùi nhưng mà nó sẽ đảm bảo công suất cho mạch. Đấy, rồi đây giờ mình sẽ cho lắp vào hộp thử này. Đấy, quạt nó quay rồi. Đây mình đang bật chế độ auto, tức là chế độ tự chạy. Đây mình tắt đi này. Đấy, chế độ auto này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.